Hello anh em, trước mặt anh em đây là một cái sản phẩm xe điện 3 bánh S8 thế hệ 2022. Chiếc xe này sẽ có những cái tính năng vượt trội trên thị trường như thế nào? Thứ nhất, về giải đầu đèn và về giải cái đầu xe máy này sẽ được thiết kế mới hoàn toàn 100%. Đấy, anh em thấy không? Cụm đèn này đã được bo tròn và tích hợp hai cái đèn bóng bi LED ở phía bên trong nhá, giúp cho chúng ta có cái độ sáng tốt hơn này. Và có đèn định vị ban ngày này. Đây là cái đèn định vị ban ngày và không thể tắt được cái đèn này nha anh em nhé. Còn cái đèn pha của nó sẽ có ở đây. Đấy, hai bóng bi LED, anh em có thể thấy không? Ban ngày đã rất là sáng. Chiếc xe này thì sẽ đầy đủ hai phanh tay. Đấy, nhà mình sẽ bỏ phanh chân. Anh em biết tại sao không? Trước tiên, cái phanh chân của anh em có thể nhìn thấy từ cái ghế ngồi này ra cái chỗ phanh chân như kìa, nó sẽ có một khoảng trống rất là xa. Anh em, nhiều anh em đã đi thử rồi sẽ biết là cái phanh chân không có tác dụng ở bên tay phải đâu nhá. Còn về phía phần đằng đầu xe của chúng ta sẽ được thiết kế hai cái xi nhan đều bóng LED ở phía đầu xe. Đấy. Và cái đèn định vị ban ngày ở hai cái đèn xi nhan rất là đẹp. Đấy, cái đầu xe này thì anh em có thể thấy không? Vuốt xuống một cách nhìn rất khỏe khoắn. Cái chiếc xe này thì các chú đi cũng thấy rất khỏe khoắn luôn. Còn đâu những các bà đi sẽ cũng rất là đẹp. Đấy. Về phía đầu xe, trước tiên bánh đằng trước của chúng ta sẽ được trang bị bánh 300-10, lốp là lốp không xăm và được sử dụng hệ thống phanh đĩa phía đằng trước. Nếu anh em không sử dụng phanh đĩa phía đằng trước, Đức sẽ bớt đi 1 triệu cho anh em. Đấy, nghĩa là chiếc xe này đang có giá là 19.500.000, bớt đi 1 triệu cho phanh cơ là 18.500.000. Nhưng Đức khuyên anh em lên sử dụng phanh đĩa, nó sẽ có tích năng an toàn hơn cái phanh cơ. Đấy, cái chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc 100%. Đấy, chiếc xe này thì nó là cái chiếc xe huyền thoại của nhà máy 2022 này, với tên gọi là S8 chứ không phải là với tên gọi Goda đâu nhá. Anh em có thể nhìn thấy tem HL, nhựa HL này. Con Goda là nó hàng đặt về thôi. Đấy, anh em có thể thấy. Đây là trên chiếc xe này gồm có gương sạc và đây là cái cốp phía đằng sau. Đấy, nhựa nó đều là nhựa HL và được sử dụng bánh 300-10 ở ba bánh đằng sau. Đằng sau của chiếc xe này chúng ta sẽ được tích hợp một phản quang này. Cái giải này sẽ là giải đèn rồi. Giải này sẽ là giải đèn vì hàng nhập khẩu chúng ta sẽ không bị bớt. Đấy, hai cái đèn xi nhan ở hai bên, hai phản quang ở dưới. Xuống phía đằng sau của chúng ta sẽ có một cái động cơ sử dụng đâu đó 800W. Đấy. Và ở hai bánh đằng sau này của chúng ta sẽ có hai bánh lòi ra là hai bánh chống đổ. Đấy. Rồi, và chiếc xe này cũng sẽ được tích hợp một cái cốp ở đây. Đây. Đó. Rất là nhiều cốp, cái chiếc xe này thì được thiết kế mới hoàn toàn 100% rồi. Còn về hệ thống tay đằng sau. Tay đằng sau của chiếc xe có thể lật lên lật xuống được. Và về phía đầu đèn của chiếc xe này, chúng ta có thể nhìn thấy màn hình điện tử này. Chạy rất là đẹp đúng không ạ? Đây thì cái chiếc xe này có thể chạy 4 bình hoặc 5 bình đều được. Đây có hiển thị km và số km đã đi và pin. Đấy, công tắc nhanh chậm. Đấy, số 1, số 2, số 3. Đấy. Và tiến lùi ở đây. Đấy. Rồi, chiếc xe này thì cũng được tích hợp hệ thống chống trộm. Rồi, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho mọi người đi xem chiếc xe này là có như thế nào không nhá. Còn có thể đi không cần ấn cái chìa khóa này cơ. Đấy. Đấy, cái chiếc xe này thì nó chỉ là một cái sản phẩm lắp ráp của một cái thủ công công ty nhỏ ở bên phía bên Trung Quốc thôi, chứ chưa phải là một công ty lớn như nhà máy Santong. Thì anh em có thể theo dõi và có thể biết cái chiếc xe này thì anh em có thể đặt tên bất cứ là gì, Đức cũng có thể in ra cho anh em được, chứ không thể nào mà mình đi lừa dối khách hàng là mình đặt một cái sản phẩm xe rẻ về mình dán tên những cái sản phẩm xe đắt để mình bán thành những cái xe đắt, đúng không ạ? Đấy, vì cái sản phẩm này nó sẽ không có những cái gì, không có những cái giấy tờ như nhà máy Santong. Đấy, còn ghế của chiếc xe này cũng có thể thò ra thụt vào đây. Đấy, anh em có thể thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cho anh em xem nhá. Đây là đèn pha
ba cốt này. Đấy. Thì đi qua những cái ổ gà đấy được thì thấy cái bóng cũng lên không? Nhưng về vấn đề mà mua những cái chiếc xe sẽ có thiết kế những cái đầu xe máy như thế này thì chúng ta phải lưu ý bảo quản cách rất cẩn thận và đi cũng rất cẩn thận. Nếu trường hợp chúng ta va chạm vào đâu vờ những cái miếng nhựa này thay thế rất là đắt tiền là thứ nhất. Thứ hai là đi theo thời gian nó sẽ bị bay những cái nhựa ra ấy, đi nó sẽ sọc sạch giống như những cái chiếc xe máy như đợt trước của chúng ta là có những cái nhà máy sản xuất Trung Quốc sản xuất ở Việt Nam ấy, thì cái kinh nghiệm của mình bán xe trong 7 năm vừa rồi thì đã đúc kết ra được những cái vấn đề là những cái chiếc xe có đầu thiết kế như xe máy thế này thì rất là đẹp và rất là sang trọng đấy, nhưng cái độ bền của nó thì nó sẽ không đạt cao đến những cái chiếc xe như đến từ nhà máy Santong có những cái khung sắt thiết kế và những cái đồ nhựa thiết kế tối giản nhất để tăng cái độ bền của chiếc xe lên. Rồi, giờ chiếc xe này có giá 19.500.000 đã bao gồm miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Thì theo anh em, giá này đã hợp lý chưa? Có thể để lại comment ở phía dưới nhá. Giờ thì mình cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video khác của Đức Mano.